ngày đầu năm Nhâm Dần 2022, làng nghệ thuật lại đón nhận tin buồn khi diễn viên Hoàng Lan trút hơi thở cuối cùng vào khuya 4 tháng 2 năm 2022 tại nhà thuê của bà ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian chống chọi với nhiều căn bệnh. Người chăm sóc bà những ngày cuối đời cho biết, trước khi ngủ, nữ diễn viên ăn uống bình thường nhưng thấy khó tiêu, vài tiếng sau thì qua đời. Do nghệ sĩ Hoàng Lan không có người thân nên một số người quen đang chung tay lo hậu sự cho bà. Nghệ sĩ Hoàng Lan sinh năm 1959, từng tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Phố đầu những năm 1990 và được biết đến qua các phim Cổng Mặt Trời, Sóng Gió Cuộc Đời. Đặc biệt, bà gắn liền với các vai phản diện và mái tóc bờm sư tử được xem là thương hiệu cùng biệt danh Lan Xì Po. Năm 2011, Hoàng Lan bị tai nạn giao thông rồi đột quỵ, sức khỏe xuống dốc. Bà mắc nhiều căn bệnh, trong đó có chứng Parkinson. Năm 2021, lưng của bà bị hoại tử trầm trọng, phải phẫu thuật đắp da tay vào. Nhiều năm qua, Hoàng Lan thuê một căn hộ ở chung cư cũ sống một mình. Trước hoàn cảnh của bà, nhiều nghệ sĩ như Phi Phụng, Trịnh Kim Chi từng đứng ra kêu gọi quyên góp giúp bà chạy chữa thuốc men và có chi phí trang trải.